người nha. Ông này lại con lên trên trên ơi. Hôm nay thì quán lẩu ngao cho mọi người. Đây nè mọi người, Thiền đang quán học cộng lận nha mọi người nha. Để Linh giao quay sò cho mọi người coi nè. Đây là anh hai mẹ kiếu nha. Hai cái này ơi. Đây là anh Tý, mẹ kiếu luôn. Đây là sò của những anh em lặn nha mọi người nha. Hôm nay trời động, sò lúc. Hai phần show nửa show nha mọi người nha. Đây là chỗ nấu ăn cho bạn lặn nha mọi người. Gọi là khoan lò. Những chiếc thuyền đang lặn ngao nha mọi người. Quay rồi sao cho bạn lặn nhảy lặn nha mọi người nha. Anh em đang học động lặn cao nha mọi người. Đây là công em có nhiệm vụ là phanh dây, sở dây, giấy thúng. Đây thuyền trưởng xử lý nha mọi người nha. Đây nha mọi người. Mọi người vô hộ lên xuống đó xin 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 nha. Chúng ta lặng giờ này ta kiếm được số mấy mà ta cố gắng vươn lên quay ảnh đồ. Đây là bữa cơm của gia đình nhỏ. Gì nữa, 6-7 đầu người mà nhỏ. Cùng những anh em Nghệ An. Đây là thưởng. Đây là Điên. Anh Thiên nè. Anh đây chưa biết tên. Mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Nói chung là anh em đi làm về ăn cơm hơi đảm bạc nên anh em có gì đừng có tiền rách chứ nha. Giờ này cũng tối rồi mọi người. Anh em tự đi lặn về rồi tự nói nướng tự lập tự ăn nha mọi người. Từ hôm qua được biết
Ủa đen đâu? Con đen rồi mà. Bay rồi. Lúc mày đã rồi. Đây mực làm món gì đây? Xào chua. Mực xào thập cẩm. Mực xào thập cẩm. Đây là thịt xào đồ que. Xào đồ que. Nước mắm. Cơm. Đừng có quay nước mắm. Cơm đen. Quay nước chấm rồi. Rồi rồi. Bố. Anh đây tên gì? Tên Mai. 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 Mai bếp trưởng. Bếp trưởng nấu ăn luôn. Tự nấu ăn cho anh em nha. Phải quá. Đang chuẩn đâu mà cái đang chuẩn đâu. Đen xuống cơm luôn đen ơi. Tao nhà có tài nó rồi. Ăn cơm anh mà tôi đi đường em chuẩn lên trai. Mời cả nhà dùng cơm nha. Những anh này biết là hết thì kêu. Ăn cơm đây. Ăn cơm đây. Ăn cơm đây. Ăn cơm đây. Để lên. Để đây. Làm gì đó. Để nói chuyện bạn gái. Mình dùng trước luôn, mình dùng luôn. Đang muốn rồi chứ. Mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Bữa cơm sau một ngày làm việc ngoài biển vất vả thì anh em vào bờ tự vào bếp núc luôn nha mọi người. Có mà lấy dây đổi một rồi. À, lấy thằng nào đổi một? Con lấy cô em một con đó. Anh viên cái bằng cho anh cơm á. Bằng à? Anh tắm đi. Ngon quá mọi người ơi. Có từ hả? Chứ không lại mua lắm chung hả? Làm mệt lại đói nữa. Ăn gì cũng ngon. Từ tí phải không ấy? Mực à? Bạn gọi nhau á. Ở trong này có thằng này nhiều mình ai nhỏ thì cười nhất này. Ngon, ngon lắm. Nó chỉ thấy bố vừa và thằng này. Đó là mà thử được mà. Thử được mà nhỏ. Sáu anh em ngợi em. Con mình lên chùm châm là nam nữa nha. Bằng lên gọi tao đi. Tăng 9 là có anh rồi, cộng lại to nhất. To nhất cộng lại bằng nhau chứ tăng 9 cộng 33 bằng 88 bằng 32 đấy. 93. Tổng 194 này. 93. 191 đó. 90. 190 mua từ ngọ. Đã lấy số rồi. Nhưng mà nhìn ngất ngất là đợt đấy. Rồi chưa nhắn tin. Bỏ về không? Đúng à? Muốn hồi một chưa bố à? Dồn ăn hết. Dồn 2 ngày dồn cả. Là loại bê quế á. Quên gì ta tài á, nó bớt được hết. Đi được rồi, thôi được rồi. Các bạn đi biển nữa. Ông này nấu gì cay gì vậy không? Cay hả? Ừ, làm nó quỷ. Ủa, nó cay ta. Anh nhắc bữa nè. Tại bò sắt mày tại mới tại nó cay chứ. Mấy tay nghĩ là chỉ cần nghỉ gãy là cay rồi, nhưng mà ăn cay nữa. Mai cả nhà thưởng ơi. Các bạn ăn cơm nha. Bye cả nhà, hẹn gặp lại trong clip mới nha. Bye bye. Giờ này Linh chuẩn bị ăn cơm luôn mọi người à.